chào các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ làm một cái video clip hướng dẫn cho các bạn chạy bốc đầu wheelie, chạy một bánh. Vâng, chạy một bánh mà chạy đường dài, người ta gọi là wheelie. Và đây là đoàn Kim Quốc. Hôm nay Quốc sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để có thể nhấc được cái đầu lên và chạy một đoạn đường dài. Ok. Ok, chào các bạn. Mình có thấy mấy bạn, nhiều bạn comment ở dưới hướng dẫn cách wheelie, thì hôm nay mình sẽ làm video clip hướng dẫn cách wheelie với chiếc xe ghê này. Và wheelie đúng cách hay là sai cách thì mình sẽ chỉ sau đây. Và có gì mấy bạn góp ý và comment dưới, sai sót thì bỏ qua cho mình. Ok. Để có thể thực hiện được động tác wheelie chạy một bánh trên đường trường thì lưu ý các bạn là chúng ta nên chọn một khu dân cư vắng vẻ như thế này để chúng ta tập luyện và biểu diễn. Chúng ta không nên chạy ở ngoài đường. Đây là điều cấm kỵ trong những dân chơi về những môn mạo hiểm. Chúng ta không nên thực hiện ngoài đường, các bạn nên chú ý. Và bây giờ bạn Quốc có thể giới thiệu cho mọi người biết, để thực hiện được động tác wheelie này thì chiếc xe của mình cần phải chuẩn bị những cái gì? Đúng chứ, thì xe nào cũng wheelie được. Mà mình phải chọn một cái thông số vừa chân cho mình. Như là tùy theo thông số, mỗi người đạp nặng nhẹ khác nhau. Rồi bắt đầu tập với cái thông số quen của mình. Khi mà các bạn mới tập wheelie thì thường hay rớt đầu xuống, thì như vậy rất là hại cho cái phuộc xe. Vậy theo bạn thì cái phuộc xe mình nên lựa chọn cái phuộc nào để có thể đáp ứng được cái nhu cầu tập luyện này? Mua phuộc tầm giá gần tầm 600 trở lên. Như là ít tiền thì cứ mua mấy cây Dead G1, G3 chơi. Nói chung mua mấy cây phuộc mà cảm thấy chắc chắn là vẫn chơi ngon cơm. Có phải là mình dùng một cái đĩa nhỏ như thế này thì động tác wheelie của mình tập sẽ dễ dàng hơn hay không? Cái đó là tùy theo mỗi người, chỉ lớn với nhỏ cũng đều được, quan trọng vừa theo cái lực đạp chân của mình. Trước khi mình tập wheelie thì mình sẽ lưu ý những điều này, là mình muốn bắt đầu thế nào á thì mình sẽ để bàn đạp ngay hướng một giờ. Mình sẽ xoay bàn đạp ngay hướng này, tầm khúc này với ở dưới này, đừng để lố quá nha, nó sẽ bị mất thế. Để ngay lực này là lực mạnh nhất nè, khi bắt đầu mình sẽ đạp mạnh nó lên, mình sẽ đạp dùng lực tay. Nhiều bạn wheelie đừng có dùm người quá, dứt lên nó sẽ nặng nề, vừa đủ rồi mình sẽ dùng lực chân mình đạp và mình dùng lực tay nhẹ mình giật lên, mình giật đầu xe lên. Và đồng thời thì người mình sẽ ngửa ra làm sao, ngửa ra thế này, tay thẳng. Nhiều bạn wheelie cứ như thế này, đi đông kế bên mặt nè, mốt mà mình tập mấy chuyên như ba pin thêm á, nó sẽ bị có thể dướng vô người hoặc là dướng vô mặt gì đó nếu mà ba cao đó. Mình sẽ ngửa ra sau như thế này để mốt wheelie đó nó chụp kẹp gì dễ hơn. Và cái này là gọi là cái thế của nó luôn, nó sẽ làm mình nhẹ nhàng đó. Cái thế chân sẽ vô thế này, lúc mà mình đạp lên nè, mình đạp nó sẽ nhức đầu lên đó, dùng lực đạp lên đó. Là cách để mấy bạn tập dễ nhất. Và mình chơi xe cao bởi vì mình có thể ngồi yên, nhiều bạn chơi xe thấp thì có thể đứng lên tập wheelie cũng được. Đứng lên thì cũng y chang cách ngồi thôi, ngồi thì nó thoải mái hơn thôi. Nhiều bạn wheelie xe thấp có thể ngồi được, thì có thể là nhiều bạn quen, còn nhiều bạn không quen thì có thể đứng ngồi tùy đó. Thế này cứ đạp lên đó, để wheelie chứ đừng có cách đúng á, thì thường là phải ngửa ra sau, thẳng tay, cảm giác thả lỏng chứ đừng có gồng như thế này, tay đừng có cong, nó sẽ rất là nặng và nặng nề. Mỗi tay nó là mình gồng để wheelie đúng là phải ngửa ra nha, cho mình sẽ ngửa cho cái đầu nó tự lên, chứ không phải là mình gồng để mình gỉ cái đầu xe nó lên, sẽ làm cho mình rất là mệt. Như có nhiều lúc mình cũng phải gồng này nhé, nhưng mà đưa thế mình đã lên được. Bởi vì mình sẽ wheelie đường dài phải cần thả lỏng người là sẽ wheelie đường dài. Ok, chơi với kia thì đeo cháp hay không cháp đó là tùy mỗi người. Mình mới tập mình không đeo cháp cũng được. Rồi mình sẽ đạp cho ngay cái tua đạp ngay hướng 1 giờ thế này. Đó, mình sẽ dùng này nè, mình đi chậm nè, đó vô thế này, mình sẽ nhấc cái đầu lên.
Đó, mình sẽ dùng lực tay, dùng chân nhấc đầu lên thế này nè. Đó, đứng nè, nhấc lên là sẽ lên đầu. Ok, chuẩn bị vô chân nè, bắt đầu lên nè. Đó, lúc mà mình bị sai phe thì cứ nhảy ra thế này thôi. Chứ tùy người cứ nhảy lên hoặc là chúi xuống. Mà chúi cách nhẹ nhàng để cho đừng có ảnh hưởng tới phụ nhiều. Đáp xuống nhẹ nhàng. Ok, mình sẽ làm lại. Này, nhấc lên, gỡ xuống nhẹ nhàng thôi. Mình kèm nó xuống nha. Nhấc lên. Đó, như cái nãy là mình fail là do là chân mình để xuống quá sâu, mình sẽ không có lực để lên. Ok, lên nè. Đó, đó là cách lên. Để thẳng tay ra thôi. Dùng lực chân với lực người. Được, bước thứ nhất á là dùng lực chân nè. Đạp nè, nhấc lên, tay. Cái thứ ba là ngửa người giữ thăng bằng. Ok. Mấy bạn wheelie chập wheelie, wheel từ từ, từ tốn chứ đừng có nhanh quá. Có thể tay mấy bạn là chỉ chéo nè. Đắp, đắp, chỉ cần chéo bánh cái là nó sẽ dội ngược lên. Ok, mình sẽ làm lại. Có nhiều bạn cứ là mới tập hóc đầu mấy bạn nó cứ cứ lao người tới trước á, là mình sẽ lao vậy nè. Đó, cứ móc đầu lên là thẳng người lên nè, chồm chồm lên vậy nè. Rồi là sai, có thể chồm vậy, có thể là cắm đầu xuống lúc mà xuống mạnh á, người lực người đập xuống hay đập vô bộ tăng hay đông gì nó rất là đau. Rồi cái đó là sai cách, làm cho mình mệt thêm. Mình chỉ cần ngửa cái đằng sau thôi. Nếu mà bị sai hay gì thì mình cứ ngã đằng sau nè, xem chụp lại thôi. Chứ đừng có nên chồm người lên lên trước. Nó rất là ghê. Có thể bị cắm đầu á. Với nhiều bạn mới tập thì đừng có nên đeo hai cháp nha. Có thể rút không kẹp thì té, dướng. Có thể ai thì mới tập không đeo cháp thôi. Còn làm quen được nó thì mình đeo một cháp. Chân mình thuận, có gì chân kia mình té mình còn chống kẹp. Nên mang giày khi chơi, đừng mang dép, nó sẽ bị tuột chân ra. Tại chân sẽ không mang giày cả xuống đất, gây sát thương nữa. Nhiều bạn tập mà wheelie á, mấy bạn sẽ vô một cái thế như thế này nè. Vừa đủ chắc 45 độ á là wheelie rất là dễ. Nhiều bạn lố nha nè, mà có thể dễ bị văng ra ngoài thì mấy bạn dùng dạng là kìm lại. Mấy bạn đừng có đạp nhanh nữa, mấy bạn kìm lại dạng là bình thường mấy xe đạp như là xe địa hình, xe MTB hay là cái gì đó, mình sẽ dùng gà thắng để cho nó ngã đầu xuống lại. Thì mình chơi fit gear, mình là clip, mình là cái nhau chết, mình sẽ kìm chân lại. Đó, từ trên cao mình sẽ kìm lại cho vừa đủ cái thế mà mình cần wheelie. Còn nhiều bạn á, gần muốn gớt xuống hả mà muốn lên lại á, thì ai khỏe á, thì cứ gán mà đạp rồi gồng lên lại, như là gồng lên nha. Đó, gồng lên lại đó, nó cũng hơi là mệt. Còn nhưng mà dùng lực chân, nói chung là có, là dùng lực chân mình đặt lên lại nó sẽ lên. Mà ai không, ai mà lên không nổi thì cứ bỏ xuống luôn. Còn trên cao thì mình cứ kìm lại thì gớt xuống, kìm vừa đủ thôi. Tới đây nhiều bạn kìm quá muốn lên lại nó mệt lắm. Cái trên cao quá thì nó xuống dễ lắm, còn mà cái thấp quá thì lên cao lại thì rất là khó, rất là nặng. Như mình muốn lóp đầu vậy nè, kèm lên lại nó rất là dễ. Theo cái gì ai khỏe lực chân thì lên lại bình thường. Ok, chỉ vậy thôi.